Để khẳng định và bảo vệ thương hiệu cá nước lạnh, vừa qua tỉnh Lào Cai đã gắn tem truy xuất nguồn gốc cho cá tầm và cá hồi trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp gỡ khó cho người nuôi cá nước lạnh của Lào Cai trong bối cảnh tiêu thụ gặp nhiều khó khăn bởi cá nhập lậu. Hội cá nước lạnh tỉnh Lào Cai hiện quản lý 55 cơ sở nuôi thủy sản nước lạnh, chủ yếu tại các huyện Sapa, Bát Sát, Văn Bàn. Mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 335 tấn sản phẩm. Việc gắn tem truy xuất có ý nghĩa quan trọng để chứng minh con cá có nguồn gốc rõ ràng, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong nước. Sau khi được gắn tem, người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR code là có thể truy xuất được nguồn gốc cá, quy trình chăm sóc. Thời gian tới, việc gắn tem truy xuất nguồn gốc sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều cơ sở nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai để bảo vệ thương hiệu cũng như người tiêu dùng. Cùng với đó, các lực lượng chức năng cũng quản lý chặt chẽ, không để tình trạng nhập lậu cá diễn ra.